Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha. Hôm nay mình vọc mấy cái đèn pin cổ chơi cho vui ha. Mình làm cái video này theo cái lời đề nghị của một số em trai nhờ mình làm cái video nói về đèn pin cổ. Thì thật ra là nhiều mình chơi rất là nhiều món ha, hầu như là món nào của mình cũng chơi, món nào có giá trị là kiểu cổ là đều mình có chơi hết. Nhưng mà một số những cái món đồ mà mình cảm thấy không có buôn bán được đó, hoặc là bán khó, hoặc là không có lời nhiều đó thì mình không có chơi. Tức là cũng đã chơi qua rồi nhưng mà những cái đó mình không có mua thêm vô nữa. Thì những cái nào còn lại thì mình còn chỉ để đó bán từ từ ra thôi, rồi hết là mình không có mua những cái hàng đó nữa. Thì đèn pin là cũng nằm trong cái số đó. Đèn pin với lại hộp quẹt Sipo cũng khó bán lắm. Cho nên là mình không có thu mua những cái món đồ đó nữa. Mình mua những món đồ khác. Thì ở đây là nó có mấy cái đèn pin cổ ha, bốn đây bốn cái đèn pin cổ của Mỹ, và cái này cổ của Hồng Kông, cái này bàn ủi ha, tí mình nói về bàn ủi, rồi còn hai cái kia là hai cái thốt, tức là cái loại mà để mà khò lửa đó. Cái khò lửa của ngày xưa đó thì họ xài bằng đèn dầu, tức là họ có cái đồ họ bơm lên cho cái hơi nó vô trong cái tạo thêm ở trong cái dầu á, tức là cái không khí đó vô trong cái dầu, thành ra nó tạo thêm một cái lực để mà đẩy khò mạnh ra đó, đẩy cái lửa nó mạnh ra, nên là nó dùng nó làm một cái đồ để nó vừa bơm rồi rồi ấy luôn. Cũng giống như mấy cái bình mà xịt lúa Việt Nam mình thấy đó ha, tức là cái bình đó đã trong đó là đã có cái chất mà chất diệt sâu á, diệt rầy diệt sâu đó, thì cũng người ta cũng đều làm có một cái bơm ha, cái bơm hơi, tức là khi mình bơm cái hơi vô thì nó tạo ra thêm cái lực mạnh để mà nó đẩy nó xịt đi đó. Thì những cái bình khò bằng đèn dầu này, bằng dầu lửa này thì nó cũng cấu tạo như vậy. Nên hiện tại mình chỉ còn có mấy cái gì thôi chứ mình không có chơi mấy cái hàng này nhiều nữa, cái này không có khó bán cho nên là mình không có những cái món khó bán là mình không có thu. Cái đèn pin của Hồng Kông nha, Hồng Kông cũng cổ đó, làm cái tay sách nè. Thì ở phía trên này cái đèn rõ này là nó chớp nháy để ví dụ để emergency đó, tức là mình cần gấp, cần cái gì ở giữa đêm đó mình cần cầu cứu đó, thì cái đèn đó nó báo chớp thì có người người ta thấy, người ta biết thì sẽ tới giúp mình. Và ở đây là cái đèn pin sáng thường để mình rọi mình đây nó có cái đồ tháo, để mình tháo ra cho anh chị em xem bên trong nha. Cấu tạo nó bên trong cũng đơn giản ha. Cái bóng này thì cho cái đèn bóng màu trắng sáng mà. Đó, còn cái bóng này thì cho cái đèn đỏ chớp. Thì ở đây nó xài bốn cục pin AA. À, bốn cục pin AA. Rồi cái công tắc thôi ha. Rồi trước công tắc bật qua bật lại cho cái muốn xài đèn nào xài thôi. Đó. Rồi, đây là cái đèn pin thì màu trắng ha, còn đỏ thì tượng trưng cho đỏ trên này đó, đỏ để cho nó chớp nháy, màu đỏ để cần khẩn cấp ha, cấp cứu. Còn trắng này thì để xài cho tượng trưng cho cái đèn pin màu trắng này ha. Đó. Đó. Chị em nào có cái nào giống này không? Rồi còn nút đỏ ha, đỏ thì cho cái phần đỏ, đèn đỏ. À, tí nữa nó mới chớp nháy ha. Đó, tức là mình cần ban đêm mình đi ha, ban đêm mình cần cứu thì phát tín hiệu bằng cái đó, mình làm cho nó chớp nháy rồi người ta thấy, người ta tới giúp mình ha. Người của Hồng Kông mà làm cái thời đó cũng cổ lắm rồi. Rồi còn mấy cái đèn gì của Mỹ đó thì quay sách to chà bá ha, cái đèn cũng thô, nó cũng bự nữa. Nếu mà anh chị em mà sống ở Mỹ lâu rồi mà để ý biết, hầu như người Mỹ họ ăn to nói lớn, người họ cũng to con nữa, là họ làm cái gì cũng to hết á, họ chế xe cũng to, búa kèm đục đồ bất cứ cái gì cũng to mà chất lượng.
Thì cái đèn pin này nó cũng to, khổng lồ ha, cái dây cầm nè. Đó thì mình dỡ lên, kéo lên kéo xuống ha. Đó, như này là cái đế. Này là cái đế để mình đặt xuống. Chữ M quá M rồi ha. Empire. Demeter River. Chữ M không thấy, không thấy rõ. Dưới của nó, đó, này, chân đế để nằm xuống đất. Thì ở đây cái phần bóng đó để thay thay bóng, nếu mà cháy bóng đó, thì có cái nút dặn rồi nè, dặn qua rồi kéo ra. Đó. Thì đây nó làm hai cái khớp nè, làm hai cái khớp để mình dặn qua rồi nó lót lại ha. Có hai cái khứa nè, hai khứa hai bên. Rồi thì cái bóng khi mà cháy thì mình dặn ra gì mình thay thôi, chứ còn không có tháo cái phần này ra được ha. Đó, cái phần mà nằm ở ngoài sau đó thì không tháo ra được, tại vì họ đóng cái rivet đó. À, đóng cái rivet đó. Đó. Đóng rivet vô nó cứng ở trong này rồi. Này chỉ có chỉnh tới chỉnh lui một tí xíu thôi chứ không có tháo ra được. Đó, bỏ vô mình dặn qua cái gì nó cứng ha. Đó, để mình chỉnh cho nó gom á. Đó. Để cho cái bóng cái ánh sáng nó gom hoặc là nó tỏa ra. Đó, thì nó chỉ có làm gì để nó chỉnh thôi, chứ hai con ốc của nó bị nó tán rivet rồi. Đó. Còn ngoài sau này thì để bỏ pin ha, cũng vặn ra một cái rồi kéo ra. Đó. Pin hồi xưa thì nó xài cái pin bự lắm. À. Pin này giờ hết rồi, hết làm nữa rồi. Nắp của nó nè. Bỏ pin vô xong rồi vặn lại thôi, cái khớp của nó ha, khớp của nó bỏ vô đây. Đó. Vặn qua rồi đóng lại, còn đây thì cũng tắt ha, mở on off đó. Nói chung mấy cái này bán cũng hơi khó cho nên mình không có mua, không có thu vô nữa, còn mấy cái để thôi, để chơi thôi. Còn cái bàn ủi nè, anh chị em nào mà chơi cái bàn ủi, nhớ bàn ủi đồng mà có cái hình con gà trống ở ngoài trước không, để làm cái móc lót lại đó, bàn ủi than đó, ngày xưa ở Việt Nam mình cái thời đó là bàn ủi của Liên Xô đó. Thì những cái năm trước đó khi khi mà mình không có cần chơi thì mấy cái đồ đó bàn ủi, thậm chí là mình mua bàn ủi điện đồ này kia inox ngon lành là mình đem mình quăng mấy cái bàn ủi than không. Nhưng sau này có cái phong trào chơi đồ cổ đó thì thường thường người ta đi tìm lại những cái đồ cổ hồi xưa để mà chơi thì rất là khó, cho nên là cái bàn ủi một con gà đó thời nay nó lên ngôi dữ lắm. Đó. Cái này là cái bàn ủi của Mỹ, nó là một cục sắt sắt dày luôn nha, bởi vì mình cầm mình tính thả xuống là nó nặng lắm đó, nguyên cục một cục sắt dày đó. Nó cũng có trong này cũng có vặn lấy ra ốc đây nè, mình vặn coi. Con ốc này là có thể là nó vặn xuống để nó giữ, mà mình thấy cái khứa ở đây nè, khứa ở đây nó có lẽ là nó lấy cái phần này ra như lại phần sắt đặt này đó, chứ không mình không có nghĩ là nó bỏ than vô đây rồi nó vặn ốc lại đâu. Con ốc này nó cũng cái dấu sơn cũ của nó là chồng lên luôn ha, tức là không có cho tháo ra. Mình thử vặn ra mình thấy rất là cứng nên không không muốn vặn, sợ nó gãy luôn ốc á đó. Thì cái thời này đó, cái thời này thì theo như cái cách một số người Mỹ già, người Mỹ trắng đó, hồi đó mình hỏi họ đó, thì một số người họ chơi đồ cổ về cái này đó thì họ nói, tức là mình khi mà ở trong rừng trong đồ đó, nhà trên núi trên đồ đó thì đốt cái than lên, đốt cái than lên rồi bỏ một cái miếng sắt lên ha, miếng sắt lên đó, lên ở trên cái lò than thì lửa ở dưới đốt lên nó nóng miếng sắt đó, và đồng thời người ta đặt cái này lên, người ta đặt cái bàn ủi này lên đó đủ nóng. Không? Đủ nóng xong xuôi hết rồi người ta mới lấy ra, người ta ủi áo ủi quần không? Cho nên là không có than nằm ở trong này à. Còn cái loại mà của Liên Xô mà đồng hồ con gà trống đó, cái bằng bằng đồng một con gà trống đó, thì cái bàn ủi đó thì là mình
Như ở Việt Nam hồi đó thì mình mua than ha, nặng quá để ở dưới đó. Mua than thì mình mua cái than xong về cái mình ấy lên đó, mình đốt lên để cho nó hồng á, cho cái than nó hồng xong bắt đầu mới gấp từng cục than bỏ vô trong cái bàn ủi con gà đó ha, bỏ vô trong đó xong rồi mới đem lên ủi áo ủi quần đó. Thì cái khi mà ủi nửa chừng đó thì một hồi cái than nó tan á, nó tàn cái tro nó rớt ra đó, thì đem ra ngoài lấy cái quạt nha, quạt cho cái than đó nó ra thì chỉ cho cái than nó hồng lên lại nó nóng tiếp đó, cho cái tro nó bay ra để nó khỏi rớt xuống áo quần nó dơ đó. Cho nên cứ cứ ủi hai ba cái, khoảng chừng hai ba cái áo, hai ba cái quần gì đó thì bắt đầu là than nó mờ xuống và tro nó từ từ nó bám vô nhiều, rồi đem ra cái lấy quạt hoặc là thổi ha, thổi cho cái tro nó bay bay hết, bắt đầu than nó hồng lên nữa thì nó nóng tiếp đó, rồi đem vô trong nhà ủi tiếp đó. Thì cứ làm gì hoài thôi, thì cái thời đó nó bằng ủi than với con gà trống đó, thì rất là phiền phức. Cho nên thời gian sau này nó có nhập mấy cái bàn ủi của Nhật đồ này kia về đó, mấy cái bàn ủi bằng điện tử đó, nó thì người ta bắt đầu người ta xài mấy cái bàn ủi đó và quăng đi mấy cái bàn ủi cổ bằng đồng thời con gà. Ừ, thì cái này cái bàn ủi của Mỹ nó làm gì đó. Các chị em biết tại sao mà nó làm những cái lỗ như vậy không? Đó. Thì thường nếu á, mà mình xài một cái cục sắt mà đặt á, thì nó nóng lâu ha, tức là nó giữ cái độ nóng lâu, mà mình cầm tay trên tay á, thì nó tản nhiệt đi rất là lâu cho nên là nó nóng. Lý do gì mà người ta nghiên cứu, người ta khoan lỗ ha, ở trong này nó bọng luôn, ở trong cái tay cầm này nè nó bọng ở trong á ha, rồi người ta khoan nhiều cái lỗ để khi mình cầm như vậy á, thì cái hơi nóng nó đi lên và nó thoát ra, nó giải nhiệt ha. Đó, nó giải nhiệt, nó làm cho cái phần ở dưới này thì nóng đủ để mà mình ủi cái áo cái quần, nhưng mà cái tay cầm này thì làm không có bị nóng tay của mình ha. Đó, cho nên họ phải khoan những cái lỗ như vậy để nó thoát hơi giải nhiệt đó. Rồi còn đây là cái khò lửa. Dặn là đổ dầu vô. Đây là cái đồ bơm ha. Đó. Đổ dầu vô trong bơm. Đó, bơm cho nó hơi nó ấy lên xong rồi bật khò quẹt đốt ha, bật khò quẹt đốt cho nó khò lửa ra. Đó. Đây thì chỉnh cái lửa ít lửa nhiều nè. Đó. Giống như cái chỉnh cái van gió gì đó, cho gió vô nhiều thì nó ấy. Chỉnh cho cái lửa nó mạnh với lửa yếu đó. Rồi tay cầm thì gì, chứ không phải như cái khò như hôm cái giống như cái video mình làm hôm bữa mình làm về cái hàng ống nước đó, ống nước bằng đồng đó, thì cái đời mới thì tới bây giờ thì làm kiểu đó, còn ngày xưa thì nó khò thì nó chơi bằng cái bình này đó, bình khò xài bằng dầu lửa này. Trên đây nó có cái quai sắt mà mình nó bị mất quai sắt thôi, giống gì hết á. Đó. Chữ của nó đó. Khi nào bán thì mình lên trên Google mình lục lại mấy cái đời của nó ra thì biết thôi, nhưng mình lâu quá rồi mình cũng không có nhớ cái này nó sinh ra năm nào. Nhiều cái mình không nhớ lắm, mình để cho Google nhớ giùm. Khi nào cần thì lên trên đó bấm search ra ha. Nhớ nhiều nhức đầu, để nhớ nhiều chuyện khác hay ha. Rồi, đó là thì video theo yêu cầu của một hai em trai nhờ mình làm cái video nói về cái đèn pin. Nhưng mà mình thì không có chơi đèn pin nhiều, mà tại cái hàng này nó hiếm á, cái hàng này khó bán, không phải hiếm mà là khó bán, khó sinh lợi nhuận, cho nên là mình không có mua vô. Chứ thiệt ra mấy cái đồ này tìm thì cũng dễ lắm, bất cứ thứ gì, mấy cái đèn pin của quân đội đồ này kia đó, mình chơi hết ha, nón cối
rồi giày bố bô lô xô đó, bô lô xô rồi hụt quẹt, quân hàm, rồi nói chung mấy cái đồ đó mà mình chơi hết. Nhưng mà cái nào mà bán không có chạy đó, khó bán là mình ngưng lại, không có mua mấy cái đó. Rồi video tới đây là hết nha, làm cho các anh chị em xem cho vui, rồi để trả lời cho cái một số em trai nhờ mình làm video nói về cái đèn pin cổ đó ha. Rồi vậy hết nha, chào hết mọi người nha, bye bye, cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Ai nhậu không, vô ly bia nha. Cuối tuần nhậu chơi, nhậu mà nhớ khi nhậu đừng lái xe nha. Mà nhớ lái xe thì đừng có nhậu, nguy hiểm tới chính mình và nguy hiểm tới những người chung quanh. Rồi chào hết mọi người nha. Hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.